dày để nét trắng ở bên cafe shop của mình. Bên là trong hộp thì có hai dây như thế này và có một dây sạc. Dây sạc USB hay không? Đó. Cái đèn led lên thì các bạn để ý ở phía này thì bên trong của máy bên trong của đôi giày nhé là nó có một cái nút nhỏ nhỏ ở đây, ấn vào đây thì nó sẽ lên đèn này. Nó có gồm 7 màu đây, 2 màu 3 4 5 6 7 ấn thêm lần nữa là sẽ chuyển ra thì gọi nhấp nháy, có 4 gì gọi nhấp nháy này, 1 này, 2 này, 3 và 4. Đó, ấn thêm lần nữa thì là nó sẽ tắt. Và các bạn muốn tắt nhanh ấy thì các bạn không phải ấn 12 lần như lúc nãy, thì các bạn chỉ cần giữ khoảng 2 đến 3 giây tắt. Ở đây thì cái đôi giày này chạy bằng pin sạc, cho nên là các bạn khi hết pin thì có một cổng sạc ở đây, các bạn sẽ cắm cái dây sạc vào và cái đèn dưới này sẽ nháy thì thể hiện là nó đang sạc. Khi đèn nó dừng nháy thì là nó sẽ tự ngắt và nó sẽ không sáng nữa. Thì